chẳng thuộc ở chị bà thoáng cứ dương trừ ở chậm đám và các project của dương để cho phản new Android application project chẳng nhưng xong đã ở chmua project cứ chmua project đã application chmua application phải dương cứ đã design interface runtime chúng đồng nghiệp bắt đầu project nha, đang học đi bàn đang rui mà hái những sum, bằng cách biết đổi lươn bằng pot, chúng những sum cho mơ project phải dương vinh, chúng những bạn đã chúng ta design interface at runtime. Chúng khi xong ở nhà từng ở kia một mươi mẹn chúng trong chỉ thoa mà đã program môn đồng viên chập đã cứ việc mở check mở manifest file để manifest file này tục còn miễn chỉ trang được bỏ application miễn đôi chỉ version minimum SDK version ảnh run dạng tiếp trong version na hay phụ ảnh trong version na với tiện tô mỗi nâng icon robot Android ta bây giờ chỉnh pin na application name vô chỉnh pin label application name vô chỉnh pin na rồi tiền intent filter này cứ chia cái lại dial dial dương trở miên ca cho chúng mua activity robot dương mỗi cứ này cứ activity dương chúng mua main activity cứ bây giờ chỉnh pin lại này cứ activity bao dương để dương extend chỉnh pin lại activity main activity ni extend trên class activity. Chúng ta register cứ ca register activity cứ kê thơ đòi đặt cả phần này. Phần này. Chúng đối xa tại application của chúng trâu chấp đảm đòi activity 1 đồng bộ kế chúng đập bay ở việc lại tới chia activity đồng bộ ở map run application đồng bộ chấn cứ dương trữ đặt intent filter biết đòi đòi là biết đòi cho say code và phần này chấn nó bên ní cứ dương đặt dot main chấn chấn viên đồng filter nó bên là program start viên đồng filter lại những thả ta activity mũi nào để tôi chạm vào đồng bộ ní cứ chia cái lại set activity đối với cái này bản thân việc second activity chẳng lại ní bây class dương đang miên second activity chẳng lại ní cứ nhôm chọn chập down second activity chúng ta đầu cột lại ní rồi đầu tới chia second activity tại đời xa đầu tiên ní cứ bị ọt miên tại sao bị admin là second activity chẳng nhóm filter vô nghĩa chỉ main activity đồng bây giờ bị chạp đám application rồi bao giờ chẳng là bây giờ application nhưng chạp đám đồng bốn cứ main activity bây giờ chạp đám chẳng bây giờ mò mơ ta ta dương dương set layout bây giờ set layout bây giờ bị resolve file layout mũi nà chẳng lại ní cứ chia lại để dương set resolve file ở bìa chẳng cái lại này cứ chưa cái lại để dương set resolve set layout ở bìa xin tố set layout ở bìa chẳng ưu tiên hoa khi mình layout bì lời khi mình xung và các Android XML file cứ layout chẳng nhóm đã second layout sống tố đời xa ở ca và cả layout cứ tiêm ti ở đại chung muốn chia sọt tội dẫn khi ông sống đại sẽ khen layout chấn sẽ khen layout chấn chung sống chấp đam rắn cột bỏ dưỡng chia đồng bốn cứ khi ông sống rắn chấn mà bên ấy cứ nó bây giờ program run cứ vừa run trên bị class main activity này đời xa dương thôi intent filter biết
we start change payment activity nó pe đại we start change payment activity chân nó pe activity start đồng bộ cứ we call on create on create nè chân nó pe on create dân cua bằng cá ở layout bằng cá ai ở we ở rủi ro chân code lại này cứ set content you ta set layout ơi ở activity dân ở pra layout nè chúng hiểm xung thôi ca bằng hai chúng dương đã activity main dot html nè với chia layout robot main activity chúng hiểm xung run project bao nhiêu xong run xong vô ở về mình chẳng những khi nhìn mình lật tờ dưỡng phong là run hảo nhưng chẳng plan xuống thôi cả làm gì yên toàn chạp đàm ni application chat ở dưới chẳng nghĩa năng run hello world chẳng ní cứ activity main activity layout priệp bạn đôi chia support khả áo cứ chia khả áo robot activity chẳng activity ai đồ support khả áo robot viên bạn chẳng không xong bằng hai nhà đàn ọc nghĩa bị rộng viên đồ layout nghĩa này thay dân đồ khả áo activity chẳng không xong lại này thì xem xong đã đọt second layout chứ lại này cứ chỉ khả áo mua tiết robot activity chứ all dot layout all miền này thả nơi không folder resource layout miền này thả nơi không folder layout chứ nơi không folder resource miền folder layout và top box cứ như miền layout file mua thì chúng ta second layout chúng dân set ở biết đâu second layout này ở miền interface ấy thì dân nhóm zoom run đoạn tiết chúng dân đang khởi ta application bỏ dưỡng main activity bỏ dưỡng nó không second layout admin control là quay tề chẳng dưỡng ai đâu layout bỏ việc bàn bởi sân chứ dưỡng ai đâu layout bỏ việc bàn chẳng dưỡng ai có sẽ cột nó bị răng thang đợi ai biết đâu pra layout ở quay mùi đợi dưỡng set content dù bỏ việc chẳng nhóm nâng xông thuốc cả lúc layout thì ngọt ní
chào chẳng dương ọt miên lê áo tế chẳng set content dù ní dương ọt toàn set tế nhà tầng ọt ní khơi nhói nó bê dương lúc lê áo chào cứ bị ả rử đời xa bị rô ọt khơi second activity lê áo ní second lê áo ní chẳng nhóm thông bà khát lê áo răng thảm cứ khiêm xôn và cả layout linear layout linear layout nhóm đặt ln smart new linear layout này viết rơi cả context mới chẳng nhóm xôn vô get application content đọc bấy vô đọc bấy vô layout là như layout tất đạn là application bỏ dưỡng cứ activity nó cứ dương thử cả content bảo vệ đọc bấy đây khi nhóm miên là như layout hả khi nhóm chọn và cả control mỗi chú mô ta edit đấy. Ờ, khiêm xung đã đặt bút tông cho bút tông nhóm đặt bí thị ẩn smart bí thị ẩn plus smart new bút tông chẳng là bây vô bút tông ta đặt nó lừa cái lại nà muối chứ lấy khiêm xung ta vô bút tông ấy ta đặt nó lừa lại như lấy ảo nâng chẳng khiêm xung đặt chúng việt trời ca khẩn thành bỏ vía chúng nhóm số đã lại như lấy áo get khẩn thành chúng việt trời ca import bút tông chúng làm bay ơi đã bút tông cho từ không lại như lấy áo cứ lại đời xa lại như lấy áo cứ chỉ parent rồi bỏ parent robot bút tông chúng khi chúng xôm đã object line như layout nấn add u ta dùng add ấy cho cứ dùng add b thì ấn plus chúng đời xa b thì ấn plus ni ở toàn nhân tế tế cứ khi chúng set tế ở việt đặt plus